Quý khán giả thân mến, đến với chủ đề những trận đánh nổi tiếng của chương trình Hát về thời hoa đỏ, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị bài hát Giải phóng miền Nam, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước là người đã dùng những ca khúc của mình để thuật lại một cách giàu cảm xúc những trang sử cách mạng hào hùng của dân tộc. Cuộc đời và tác phẩm của ông luôn gắn bó với quá trình đấu tranh giành độc lập tự do của nhân dân ta. Lưu Hữu Phước đã sáng tác và thổi hồn vào nhiều hành khúc, nhiều ca khúc và ca khúc hợp xướng. Nhiều ca khúc của ông đã trở thành biểu tượng cho những giai đoạn, những sự kiện lớn lao của cách mạng Việt Nam. Trong đó có bài hát Giải phóng miền Nam. Thắng lợi của phong trào đồng khởi tại các tỉnh miền Nam dẫn đến sự thành lập của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam vào ngày 20 tháng 12 năm 1960 đã đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng miền Nam và cũng là sự thôi thúc cho bài hát này ra đời. Là người con của miền Nam, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã đặt tất cả tình cảm trái tim mình trong bài hát viết năm 1961 và bài hát đã nhanh chóng lan truyền trong cả nước, làm nức lòng người. Giai điệu hùng mạnh, sục sôi khí thế, tiết tấu hành khúc vững chắc mà tràn đầy hứng khởi, nói lên đúng những khát vọng nung nấu trong trái tim của hàng triệu người Việt Nam khi ấy, đã khiến cho bài hát Giải phóng miền Nam có mặt khắp nơi trong mọi sinh hoạt tập thể của quân và dân ta. Miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc nghi, phá tan bè lũ.